Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2022, kênh cập nhật tình hình giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Trước tiên thì xin chia sẻ với bà con một số thông tin liên quan đến trái mít Thái. Hiện mít Thái ra bông mùa thuận rất nhiều, nhà vườn phải tỉa bớt. Ông Khải, một người trồng mít ở Hậu Giang cho hay, hiện nay nhiều nhà vườn đang làm bông mít mùa thuận. Và do là mùa thuận nên sau khi xử lý phân bón hoặc thuốc kích thích thì bông mít ra rất nhiều. Mùa thuận rất dễ làm bông. Chỉ cần bón phân lân kết hợp ngắt nước một tuần, sau đó cho nước vào là cây sẽ ra bông, hoặc làm đơn giản là phun thuốc kích thích ra bông. Mùa này cây mít Thái rất dễ ra bông. Tuy nhiên, theo ông, do là mùa thuận nên cây mít Thái ra bông quá nhiều, để cây khỏe không bị hút dinh dưỡng nhiều từ bông thì phải tiến hành tỉa bớt bông. Tỉa bông mít Thái cũng rất cực, một cây có thể có đến hàng chục bông. Nếu ai có thời gian thì lựa bông xấu tỉa bỏ, còn không có thời gian thì cứ cắt đại, miễn sao chừa lại dưới 10 bông mít là được. Thì cũng giống như ông Khải, một người trồng mít khác ở Vĩnh Long nói, tỉa bông mít Thái mất nhiều thời gian, phải nhìn kỹ bông tốt bông xấu để tỉa bỏ. Nếu cây toàn bông tốt thì lại càng khó khăn để lựa chọn hơn. Nếu cây mít Thái có quá nhiều bông mà không tỉa bớt, lượng bông này sẽ hút nhiều chất dinh dưỡng, làm cây suy yếu, khó nuôi trái về sau. Lúc này, nếu muốn cây mít Thái có sức nuôi trái lại phải bón thêm phân bón, thuốc dưỡng, lại tốn thêm chi phí. Một vài kinh nghiệm gửi đến thêm quý bà con tham khảo xem có sử dụng và áp dụng cho vườn của mình được hay không nha. Quay trở lại tình hình giá sáng ngày hôm nay cập nhật lúc 9 giờ thì thưa bà con, so với chiều qua giá ổn định. Cụ thể tại khu vực Tiền Giang mít nhất 18, mít nhì 13, mít ba là 7. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh mít nhất 17, mít nhì 12, mít ba là 6. Tại khu vực miền Đông mít nhất 15, mít nhì là 9, mít ba dao động từ 4 đến 5 ngàn đồng. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá anh em thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần và bán qua vựa nhỏ vựa trung gian thì giá có thể chênh lệch thấp xuống từ 1 đến 2 ngàn đồng nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.